Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Ngọc Trâm cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của BYN TV 57.3. Sau đây là phần tin thế giới với những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được trong ngày. Kính thưa quý vị, Hồng Thập Tự Quốc tế kêu gọi nhanh chóng đưa quan sát viên đình chiến qua Syria, tin từ Geneva. Chủ tịch Jacob Kellenberger của Hồng Thập Tự Quốc tế đã mở họp báo tại trụ sở trung ương ở Geneva và nói rằng đang có nhiều vùng ở Syria diễn ra chiến trận dữ dội, nhưng pháp luật quốc tế không được tôn trọng. Hồng Thập Tự Quốc tế đang kêu gọi đóng góp thêm 27 triệu Mỹ Kim để cung cấp cho nhu cầu nhân đạo ở Syria, đang có hàng ngàn người phải tản cư, nhiều người bị thương do pháo kích tấn công và đánh bom. Bà Beatrice McGavin Rodgo đặc trách Hồng Thập Tự Trung Đông nói rằng tình hình ở Syria hiện rất khó khăn cho Hồng Thập Tự và các cơ quan nhân đạo khác hoạt động. Trong những tháng vừa qua, Hồng Thập Tự Quốc tế đã phân phát đồ cứu trợ cho nạn nhân ở các thành phố Homs, Hama, Idlib, Deraa, Aleppo và các vùng nông thôn chung quanh thủ đô Damascus. Liên Hiệp Quốc đã ngừng chương trình cứu trợ cho Syria, nhưng đang thuyết phục chế độ Al-Assad chấp thuận một chương trình cứu giúp cho 1 triệu nạn nhân chiến cuộc. Bà Megavan Rodgo cho biết, Hồng Thập Tự Quốc tế không chỉ cứu giúp cho nạn nhân ở Syria, mà còn giúp cho người Syria tị nạn ở các nước Jordan và Lebanon. Ông Kellenberger nói rằng, ông ta rất quan tâm đối với tình hình Syria. Càng nhanh chóng đưa quan sát viên quốc tế tới nước này càng tốt. Ông ta cho biết, giới chức Hồng Thập Tự Quốc tế đã được phép thăm viếng tù nhân tại trại tù trung ương Aleppo từ ngày 14 tới ngày 23 tháng 5. Đây sẽ là lần thăm viếng tù nhân Syria lần thứ nhì kể từ ngày chế độ chấp nhận yêu cầu của Hồng Thập Tự Quốc tế trong đầu tháng 4. Chủ tịch Liên minh tả phái Hy Lạp được chỉ định thành lập chính phủ, tin từ Athens. Chủ tịch Alexis Tsipras của Liên minh tả phái Hy Lạp, còn gọi là đảng Syriza, đang cố gắng thành lập liên minh cầm quyền bằng cách tuyên bố chống chương trình cứu nguy của Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, đe dọa sẽ quốc hữu hóa ngân hàng trong nước. Tuy nhiên, những lời tuyên bố này sẽ làm cho ông ta khó thành công. Ông Tsipras, 37 tuổi, đã nhận mệnh lệnh thành lập chính phủ của Tổng thống Hy Lạp sau khi chủ tịch đảng Tân Dân Chủ đã thất bại. Lời tuyên bố của ông Tsipras làm cho hai đảng Tân Dân Chủ, PASOK và các nhà đầu tư lo ngại. Một viên chức của đảng Syriza nói rằng, hai đảng Tân Dân Chủ và PASOK tuyên bố rút bỏ lời cam kết để nhận chương trình cứu nguy của Liên Âu và IMF là điều kiện để có thể gia nhập liên minh cầm quyền. Liên minh với hai đảng này là cách duy nhất để ông Tsipras thành lập chính phủ. Nhưng điều này khó xảy ra. Ông Tsipras đã nhận lệnh của Tổng thống thành lập chính phủ trong thời gian 3 ngày và ông ta hứa hẹn sẽ dùng hết thời gian để gặp các nhà lãnh đạo các đảng phái trong nước. Đầu tiên là tiếp xúc với các nhà lãnh đạo các đảng thiên tả. Chủ tịch đảng Dân Chủ tả phái là ông Fotis Kouvelis đã hứa hẹn ủng hộ nỗ lực của ông Tsipras sau khi họ gặp nhau tại trụ sở quốc hội. Các viên chức Liên Âu nói rằng nếu bác bỏ chương trình kiểm ước, Hy Lạp sẽ cạn tiền vào cuối tháng 6. Ông Tsipras đã đòi thành lập một ủy ban điều tra quốc tế để điều tra tình trạng công nợ của Hy Lạp, đưa ra một giải pháp công bằng. Cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp không phải là cuộc khủng hoảng riêng, mà là cuộc khủng hoảng của khu vực đồng euro. Trong trường hợp ông Tsipras thất bại, phải trả lại mệnh lệnh, Tổng thống sẽ chỉ định ông Evangelos Venizelos, nguyên Bộ trưởng Tài chánh đang lãnh đạo đảng PASOK, đứng ra thành lập chính phủ. Ông Evangelos Venizelos cũng thất bại, cử tri Hy Lạp sẽ phải đi bầu quốc hội trở lại trong thời gian từ 3 đến 4 tuần. Cao ủy Liên Âu kêu gọi cân bằng nỗ lực củng cố tài chính và phát triển kinh tế, tin từ Brussels. Cao ủy Liên Âu nói rằng các nước cần phải cân bằng nỗ lực phát triển kinh tế và nỗ lực củng cố nền tài chính. Chủ tịch Cao ủy José Manuel Barroso đã đưa ra lời tuyên bố sau khi kết quả cuộc bầu cử Hy Lạp và Pháp đã phản ánh sự bất mãn của dân chúng. Trong thời gian vận động, ông François Hollande đã nói rằng kèm theo các biện pháp kiểm ước phải có chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế. Hy Lạp đang cố gắng thành lập liên minh cầm quyền sau cuộc bầu cử làm cho hai đảng truyền thống mất một số ghế rất lớn trong quốc hội. Ông Barroso nói rằng Liên Âu có thể giải quyết sự tức giận của cử tri với các chính sách giúp tăng trưởng kinh tế.
Qua các cuộc tranh luận ở Pháp và Hy Lạp cho thấy, Liên Âu đang ở trong tình trạng khẩn cấp, phải khẩn cấp phối hợp chính sách củng cố tài chánh với chính sách thúc đẩy phát triển. Ông ta đã gọi điện thoại cho Tổng thống Pháp đắc cử, ông Hollande, đã nói rằng ông ta cam kết giảm khiếm ngạch ngân sách và làm giảm tiền nợ, nhưng cùng lúc phải tạo phát triển cho nước Pháp và Liên Âu. Đây là lời tuyên bố rất đáng hoan nghênh của tân Tổng thống Pháp. Ông Barroso cũng cho biết, cuộc họp thượng đỉnh Liên Âu vào tháng 6 sẽ chấp thuận dự án công khố phiếu, dùng đầu tư vào các công trình hạ tầng như giao thông, năng lượng và các lĩnh vực kỹ thuật số. Cao ủy Kinh tế và Tiền tệ Liên Âu Olli Rehn cho biết, tiền đầu tư sẽ do Ngân hàng Đầu tư Liên Âu và các nhà đầu tư tư nhân cung cấp. Đối với Hy Lạp, ông Barroso tuyên bố, những nước đã chấp nhận chương trình cứu nguy của Liên Âu và IMF không có chọn lựa nào khác mà phải thi hành những điều kiện đã cam kết. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle mở họp báo ở Berlin, tin từ Berlin. Trong lúc gặp Phó Tổng thống Klamiger Motlanthe của Nam Phi, Ngoại trưởng Guido Westerwelle đã kêu gọi các đảng phái ở Hy Lạp nhanh chóng ổn định tình hình chính trị, tiếp tục thi hành chương trình cứu nguy của Liên Âu và IMF. Đức đã bác bỏ đề nghị phải thay đổi chính sách đối phó với cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực đồng euro, mặc dù phong trào chống đối đang lên mạnh và đã phản ảnh qua cuộc bầu cử ở Pháp và Hy Lạp. Chính phủ Đức đang có dấu hiệu cho thấy sẽ uyển chuyển nhiều hơn trong việc dùng các quỹ cấu trúc của Liên Âu, củng cố khả năng tư bản của Ngân hàng Đầu tư châu Âu, cho phép thực hiện những chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng mà không đòi hỏi đóng góp quan trọng của Berlin, nhưng chống lại những đề nghị đưa ra những chương trình kích thích kinh tế, cho phép kéo dài thêm thời gian để các nước cân bằng ngân sách hay là cho Ngân hàng Trung ương châu Âu có nhiều quyền lực hơn trong việc thúc đẩy phát triển. Đối với Syria, Ngoại trưởng Westerwelle nói rằng, đòi hỏi của Đức đối với chế độ Al-Assad rất rõ rệt là phải chứng tỏ tôn trọng hiệp ước ngừng chiến, không thể tiếp tục dùng chiến thuật mua thời gian. Đức hoàn toàn ủng hộ chương trình 6 điểm của ông đặc sứ Kofi Annan, nhưng chưa thấy có tiến triển nào ở Syria trong thời gian qua. Ngoại trưởng Westerwelle đã tiếp Phó Tổng thống Klamela Motlanthe sau khi Ủy ban Nam Phi và Đức họp phiên họp 2 năm lần thứ 7. Phó Tổng thống Motlanthe nói rằng, sự cộng tác giữa Nam Phi và Đức đã đem lại nhiều kết quả cụ thể. Ủy ban lưỡng quốc của Đức và Nam Phi được thành lập trong năm 1996, cứ mỗi 2 năm nhóm họp một lần. Loạn quân Al-Shabaab pháo kích trúng nhà dân chúng, tin từ Mogadishu. Loạn quân Hồi giáo trang bị đại liên và súng cối đã tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Phi tại thủ đô Mogadishu trong đêm hôm qua. Trận chiến đã làm ít nhất 9 người chết. Loạn quân Al-Shabaab đã rút khỏi thủ đô trong năm ngoái, nhưng sau đó thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom trong thủ đô. Loạn quân đã pháo kích một vị trí quân đội Burundi nằm trong quận Dainin, nhưng trượt mục tiêu và đạn rót vào nhà người dân ở gần căn cứ. Trong lúc người dân thu lượm người chết và cầu nguyện, một người nói đây là một thảm họa đau đớn. Có nhiều báo cáo cho biết phía loạn quân cũng có nhiều dân quân bị tử thương. Vụ tấn công diễn ra vào lúc nửa đêm và người chết đều là người dân ở trong ba căn nhà kế cận nhau. Trong lúc thân nhân chôn cất những người bị chết, một phái đoàn của Liên Hiệp Quốc đến thăm viếng một trại tị nạn để ước tính nhu cầu nhân đạo trong trại. Loạn quân Al-Shabaab nổi dậy cách đây 5 năm, hiện kiểm soát nhiều vùng đất ở Somalia, nhưng đang bị quân đội hai nước láng giềng Kenya và Ethiopia tấn công. Somalia đã lâm vào tình trạng vô chính phủ, nổi loạn sau khi nhà độc tài Mohamed Siad Barre bị lật đổ trong năm 1991. Quận Dainin là nơi thường diễn ra những trận chiến lớn. Trong tháng 10 năm ngoái, một trận chiến đã làm 10 quân nhân Burundi tử thương. Quân đội Liên Phi giữ quận Dainin để từ đó mở các cuộc tấn công các căn cứ loạn quân ở Elasa, Lafon và Afkoye. Phi trường Brandenburg phải dời ngày khánh thành, tin từ Berlin. Công ty điều hành phi trường mới ở Berlin cho biết hệ thống an toàn hỏa hoạn đang có nhiều vấn đề cần sửa chữa, cho nên phải hoãn ngày khánh thành đã được dự trù vào ngày 3 tháng 6. Đội trưởng Claude Wawereit nói rằng, ngày khánh thành bị dời không phải là một ngày tốt cho phi trường Berlin-Brandenburg, Willy Brandt, cũng không phải là một ngày tốt cho du khách. Ông Rainer Schwartz là một phát ngôn viên của công ty điều hành cho biết, ngày mở cửa mới sẽ được quyết định sau khi nghỉ hè. Trong lúc phi trường mới chưa thể mở cửa, hai phi trường Schönefeld và Tegel tiếp tục đảm nhận mọi chuyến bay đến và rời Berlin. Phi trường mới Berlin-Brandenburg có khả năng chuyên chở 27 triệu hành khách mỗi năm.
Ngoại trưởng Clinton gặp Ngoại trưởng Ấn Độ để thảo luận về các biện pháp chế tài Iran, tin từ New Delhi. Ngoại trưởng Hillary Clinton đã gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Somanahi Malaya Krishna tại thủ đô New Delhi. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp chế tài đối với việc nhập cảng dầu từ Iran. Điều này đang trở thành một cái gai trong mối quan hệ giữa hai đồng minh. New Delhi không muốn bị coi là nhân nhượng trước áp lực của Hoa Kỳ và cũng phải hy sinh nhu cầu năng lượng đang tăng mạnh của nền kinh tế lớn thứ ba Á Châu này. Ấn Độ cũng muốn xem xét lợi ích chiến lược của chính mình là Iran cung cấp cho Ấn Độ sự truy cập tới Afghanistan. Ấn Độ đã nổi giận trước các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ từng đe dọa sẽ áp dụng đối với các quốc gia tiếp tục mua dầu lửa từ Iran. Một trong những tranh cãi công khai nhất giữa hai nền dân chủ lớn nhất thế giới kể từ khi hai quốc gia xích lại gần nhau hơn vào cuối những năm 1990. Tuy nhiên, thì các công ty Ấn Độ đã lặng lẽ giảm bớt lượng hàng mua từ Iran từ 15-20%. Bà Clinton kêu gọi Ấn Độ giảm nhập cảng dầu từ Iran nhiều hơn nữa và cho biết Washington có thể sẽ không đưa ra quyết định về việc có miễn các biện pháp chế tài tài chánh cho New Delhi 2 tháng nữa hay không. Bà cho biết Hoa Kỳ được khích lệ bởi các hành động mà đồng minh của mình đã thực hiện để giảm sự phụ thuộc của mình vào nguồn dầu từ Iran, nhưng vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa. Bà Clinton và ông Krishna cũng thảo luận về các vấn đề kinh tế, gồm cả tiến bộ trong thỏa thuận hợp tác nguyên tử dân sự khi cả hai bên chuẩn bị cho diễn đàn chiến lược Hoa Kỳ và Ấn Độ ở Washington vào tháng tới. Trước khi chuyển đến quý vị phần tin kinh tế thế giới, sau đây là bản tin thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lúc đóng cửa hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 5 năm 2012. Kính thưa quý vị, chỉ số Dow Jones hôm nay giảm 76.44 điểm, đóng ở mức 12.932.09. Chỉ số S&P giảm 5.86 điểm, đóng ở mức 1.363.72. Và chỉ số Nasdaq giảm 11.49 điểm, đóng ở mức 2.946.27. Và vừa rồi là phần tin thế giới của BWN TV 57.3. Ngọc Trâm xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Quý vị đừng rời màn hình sau vài quảng cáo. Xuân Phương sẽ trở lại trong phần tin kinh tế thế giới.